Về tổng thể thì Camito phối màu rất phù hợp, hài hòa cùng với các họa tiết trên thân giày tạo nên một tổng thể khá là hoàn mỹ, ấn tượng cho người dùng. Upper làm bằng công nghệ da PU, được may chỉ đôi, làm lộ nên các cái vân nổi rất chắc chắn và bắt mắt. Phần da này không quá thô nhưng cũng khá là mềm, giúp anh em có thể trải nghiệm cảm giác bóng và kiểm soát bóng tốt hơn. Còn hai bên thân giày thì không có gì nổi bật. Trên đây mình thấy trang trí thêm ba ngôi sao cùng dòng chữ tên sản phẩm Velocidad ở gần phần cổ giày. Phần dưới thì được may thêm một lớp da hơi cộm lên xíu. Thì mình cũng không nắm rõ về lớp da này là như thế nào. Bạn nào đã từng trải nghiệm và biết công dụng của nó thì comment ở phần bên dưới giúp mình. Phần gót được in logo Camito và dòng chữ Camito được in nổi ở đây, đây các bạn. Và khúc trên là da có mốt đệm khá mềm, rất là mềm. Còn phần dưới thì có một lớp miếng nhựa cứng ở trong đây các bạn, một miếng nhựa để cố định cái gót giày, tránh tình trạng bị lật sơ mi do cái gót giày này quá mềm. Còn dây và lưỡi gà gờ rất chắc chắn nhờ có thêm một cái lớp keo trong suốt này, cái keo trong suốt này. Tiếp với màu đôi giày giúp tăng cường độ cố định của giày, da dày này cố định rất là chắc nha, mà không bị rách do anh em nào siết dây quá chặt hoặc là chơi bóng với cường độ cao đó cũng không ảnh hưởng, không bị rách, cố định rất là chắc và rất là thẩm mỹ. Còn về phần lót giày, lót giày tổ ong rất mềm và có nhổ nhiều lỗ thoáng khí, giúp anh em thoải mái khi mang trong thời gian lâu hoặc là điều kiện trời mưa ẩm ướt cũng rất là thoải mái nha này. Phần đế giày Velocidad được nâng cấp lên công nghệ là Carfin, là công nghệ đinh dăm được cải tiến của Camito, cải thiện độ bám săn ngay cả không trong khi điều kiện trời mưa. Đây, lớp đinh dăm nha. Bám săn rất là tốt và rất là bền nha em. Đặc biệt ở đây là công nghệ là foam giày Cavit phù hợp với bàn chân của người Việt mình và dành cho các bạn nào mà chân bè, mang rất là ok. Công nghệ này là rất là ưu việt nha bạn. Với giá tiền 400k cũng không quá đắt so với những ưu điểm mà Velocidad mang lại cho anh em. Sự trải nghiệm tuyệt vời trên sân cỏ và đồng hành cùng anh em trong thời gian dài, khi bảo quản ở điều kiện tốt có thể độ bền lên tới 2 tới 3 năm, độ bền rất là cao anh em, da và keo rất là tốt. Anh em có thể tìm hiểu chi tiết màu sắc hoặc đặt hàng tại trang web anh em sẽ bóc.com hoặc nhấp vào cái đường link bên dưới.